chúng ta đã trải qua hai nơi, đó là Hà Nội và Đà Nẵng rồi, và tôi nghĩ rằng là ở thành phố luôn luôn mà có những sự nhiệt huyết và hào hứng nóng hổi của nó. Và tôi xin cảm ơn sự cổ vũ của quý vị và các bạn dành cho The Band của chúng ta, cũng như là dành cho ca khúc vừa rồi của Việt Nam này không ạ? Vừa rồi là đau nhưng mà một ca khúc được tâm huyết trong tâm chính. Thì tiếp theo với không khí này thì Tâm cũng hát thêm ca khúc trong tâm chính nữa. Và cái ca khúc này đừng hỏi Tâm, tôi nghĩ là các chị và các bạn có thể hát theo, hát luôn cũng được. Tâm tới góc vui thôi mà. Hát làm gì đúng không? Nói đùa vậy thôi. Đó là ca khúc Đừng Gọi Em mà tôi nghĩ rằng là không biết hát này sẽ wow. Cảm ơn các bạn, cảm ơn cô Hoa rất là đẹp. Tự nhiên cảm thấy Hoa thì không còn muốn hát nữa rồi. Không ấy mình ấy xíu đi. Ấy xíu đi. Nhưng mà nói tưởng chứ cũng thích không? Mình xin phép mình nó mát xíu nha. Thực ra tao mặc áo thì cho nó có kiểu gì vui vậy thôi chứ cũng không có ý nghĩa gì hết. Trời ơi, gia nhập nhóm. Ok, sẽ là một ca khúc để làm cho không khí chúng ta tươi vui hơn và để cho xóa tan mọi khoảng cách. Đó là ca khúc mà làm xóa tan mọi khoảng cách. Cái đó là ca khúc của nhạc sĩ Khắc Hưng được bàn về. Đấy. Có không? Các vậy á. Hồ Chí Minh, và đêm nay là đêm cuối mà chị Tâm đồng hành cùng với chương trình The Band Marina Pool. Thì không biết là cái đêm cuối cùng cái cảm giác của mình như thế nào. Chị ra chỉ bảo là người hãy quên em đi, nhưng mà sao quên được khi mà tình cảm của khán giả ngày càng lớn, và đặc biệt trong các cuối cùng này.